Mas. Anh Quyền không có nhà chị? Hôm nào mà sớm sớm hơn em qua chơi. Có con gâu gâu ạ. Con lớp 9 nhà em. Okay. Có con gâu gâu đang chờ con đấy. 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 Đang làm đây. Đang làm đấy. Ôi thế có nghĩa là nhóm này là chạy hết cả cái khu vực từ đây đến đây à? Đúng rồi. Thế còn nhà hàng à, cái nhóm hàng ở bên này à? Không. Cuối cùng hàng ở dưới này. Hàng là một mình và cái nhóm bên này là mua đến phía lưng lửng trên kia. À. Đợt vừa rồi lại mua tiếp phía trên đấy, rồi hết phía trên đấy. Thì cái dẻo đấy nó lại kéo vòng ra chỗ đằng nhà Hằng. Thì nhà Hằng là coi như là kết hợp xin vào là một đoạn ở đằng đấy. Đấy. thì cái này cũng rộng nhờ, rất là rộng đấy. Thế nhà thì cuối cùng nhà em thì sẽ đi bao nhiêu mét vuông đây từ đây lên? Nếu như mỗi nhà được gần 2.000. Số này về sau sẽ đông vui nhộn nhịp lắm đấy. Đây là hiện giờ là chuẩn bị 6 nhà nhỉ? 5 nhà. Cả nhà hàng nữa là 6 nhà. Đúng rồi.